Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Trời buồn hãy trời đang mưa, anh ơi hãy ngủ em gọi quạt đây. Trời ơi, gì vậy? Nè, 3 năm nay mẹ con tôi về đây mở quán, ông không xuất hiện. Bây giờ ông xuất hiện muốn cái gì hả? Bà đứng im đó, bà bước ra đây, đứng im đó, bỏ ghế xuống. Ê ê, quán của tôi nha. Không, bỏ ghế xuống. Muốn gì cũng phải tôi để tôi tự vệ nha. Không có tự vệ gì hết, để ghế xuống. Để ghế xuống đi. Giờ không có làm gì bà đâu. Để ghế xuống. Bước ra đây. Trời ơi. Mời bà bước ra đó, thấy không? Bước ra. Nữa hả, gì vậy? Ê bị điên hả, tự nhiên qua đây là làm gì vậy? Khỏi. 1m6 khỏi đo. Không, tôi đo cái lòng dạ của bà, thấy thì nó cũng hơi sâu đó ha. Nhưng mà cái tình cái nghĩa tôi thấy bà cạn quá. Giờ muốn gì đây hả? Tự nhiên mấy năm nay không có xuất hiện, giờ xuất hiện đi đo lòng dạ tôi là sao? Ý ông là muốn cái gì? Rồi giờ sao? Không muốn tiếp tôi à? Mới sáng sớm chưa mở hàng, làm ơn đi chỗ khác giùm cái, để mấy tôi đốt phong long đó. Bữa nay tôi không đi đâu hết rồi, cái trời, tôi ở cái quán này, tôi ngồi đây nè, tôi giải quyết chuyện này với bà cho rốt ráo luôn, dứt điểm luôn. Chuyện gì? Ngồi đi, hả? Giờ muốn giải quyết chuyện gì nói đi. Tôi hỏi bà nè. Chuyện gì? Tại sao bà cho người chặt cái dừa đó? À, tưởng gì? Thì ra là cái chuyện cây dừa. Người ta có cái chuyện cái ao, giờ có chuyện cây dừa nữa. Cái dừa đó làm sao? Cái dừa đó của tôi mà. Cây dừa đó là nó mọc ven đê, đúng không? Người ta đi qua đi lại, lỡ trái nó khô nó rớt xuống cái bụng, nó đụng đầu người ta bể nát ốc làm sao? Lúc đó ai chịu trách nhiệm? Tôi nói cho bà nghe nè, ở cái làng cái mình, cái ấp mình, cái xóm này nè, biết bao nhiêu cây dừa, bà chặt cây dừa nào tôi không có ý kiến. Nhưng mà riêng cây dừa đó là bà không được phép đụng vô, nghe rõ chưa? Ông có bị sản không? Không, tỉnh như rồi luôn. Tôi bán cà phê, tôi là dân thường ha. Ông nghĩ sao tôi là ai mà dám chặt ở bao nhiêu cái làng này, cái xã này? Bà muốn chặt cái nào chặt thì đúng. Trời ơi, dễ quá, làm như muốn chặt của ai là chặt vậy? Thì bởi vậy tôi mới nói bà muốn chặt cái gì chặt, nhưng riêng cây dừa đó bà không được phép đụng vô, nghe rõ chưa? Ê, cho nói lại nha, cây dừa đó nó nằm trên miếng đất của ông nội tôi để lại, là miếng đất của tôi. Bây giờ tôi muốn chặt, tôi muốn bứng, tôi muốn cào, tôi muốn cấu, tôi muốn làm cái gì nó là tôi làm, là quyền của tôi. Mắc gì một xíu vô. Đúng là bà có quyền muốn cào, muốn cấu, muốn nhét cái gì được, nhưng mà riêng cái dừa đó bà không được phép đụng vô, bà nghe rõ chưa? Bà nghe rõ chưa? Thôi được rồi, bây giờ ông không muốn là tôi chặt cái dừa đó đúng không? Muốn giữ lại đúng không? Ừ. Ủa mà sao mắc gì phải giữ cái dừa đó lại? Bà có biết là cây dừa nó có ý nghĩa với tôi như thế nào không? Ý nghĩa với tôi như thế nào bà biết rõ mà. Nhắc ý nghĩa mới nhớ. Cho nên tôi càng muốn chặt cái dừa đó. Chẳng những chặt nha, tôi sẽ kêu người tôi bán luôn miếng đất đó luôn. Cái gì? Mà tôi bán thì sao? Người ta cũng phải chặt thôi. Người ta chặt cái chỗ đó để người ta làm đường, người ta làm nhà. Nè, tôi nói cho bà nghe, bà muốn bán cái miếng đất đó tôi không có ý kiến. Nhưng mà riêng cái chỗ mà trót cây dừa và khoảng 2-3 mét vuông đất đó, bà bán bao nhiêu tôi mua. Muốn nổi không? Nổi. Hùng hồn quá ha. Được, tôi bán đó. Ra giá đi. Tỷ. Cái gì? 1 tỷ. Miếng đất của hẳn mà 2-3 mét vuông mà 1 tỷ. Ủa ông nghe hả? Tôi tưởng tôi nói trên nóc o ông nghe chứ. Giờ tôi nói lại nè, 1 tỷ. Có tiền mua không? Ông về ông bán hết ruộng vườn nương rẫy của ông á, chưa có 1 tỷ để ông mua nữa. Được. 1 tỷ chắc giá phải không? Nói chung là tôi không có muốn bán, nhưng mà giờ tôi thấy mặt ông thấy ghét quá mà. 1 tỷ chắc giá phải không? Nên tôi ghét, bây giờ tôi lên 2 tỷ á. 2 tỷ chắc giá phải không? 3 tỷ. 3 tỷ chắc giá phải không? Chờ đó. Chờ. Trời, làm thì ghê. Muốn ăn thịt tôi hả? Thịt tôi ăn cả năm không có hết nha. Ghét. Má, làm gì chú Bảy mặt hầm hầm đi ra vậy?
hầm hầm từ lúc vô luôn, chứ không phải là đi ra mới hầm hầm. Mới sáng sớm quán chưa có ai mở hàng vô hầm hầm rồi, coi như ngày nay đóng cửa luôn rồi. Ủa mặt quạo lắm luôn á. Tự nhiên qua kiếm chuyện với má về cái vụ cây dừa. Cây dừa sao? Cây dừa gian đê ngay chỗ miếng đất nhà mình đó, ông đòi mua. À đòi mua thì má bán đi. Bán rồi, à không, má đòi bán rồi. Má bán nhiêu? 3 tỷ. Cái gì? 3 tỷ? Ít quá hả con? Trời ơi ngu quá, nãy phải biết đòn trả 5 tỷ nha. Hèn chi cho nói. Được rồi, bà hứa 3 tỷ phải không? Chắc không mua quá à. Trời ơi má. Hả? Má nói thách, má nói thách cũng vừa vừa thôi chứ. Má nghĩ sao miếng đất có chút xíu vậy, có cây dừa má bán 3 tỷ ai mà mua. Ủa vậy là má hớ hàng hả? Người ta hớ chứ không phải má hớ. Vậy giờ theo con cái miếng đất đó khoảng nhiêu tiền? Con hả? Ờ. Miếng đó đó hả? Ừ. Chà, chắc cỡ 15 ngàn. Hả? Em ơi, chích tùm 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 nếp vào lòng anh. Má kể bên nhau ta những chuyện ngày xưa. Thưa ba, con mới về. Duyên thêm đậm đà. Ba. Ủa con. Dạ. Trời ơi, con về mà ba không hay. Yêu đời quá ha. Nằm hát hò đồ. Ủa sao về trễ vậy? Từ thành phố về đây á cũng phải mất mấy tiếng chứ ba. Xin chào ba, quên, ba xin lỗi. Cái chuyện mà ba nói với con trong điện thoại đó, con thực hiện cho ba chưa? À đúng rồi, con cũng đang tính về con hỏi ba nè. Sao tự nhiên ba tính mua cái miếng đất có cây dừa? Rồi với lại cái giá mà 3 tỷ. Ba, con thấy nó cấn cấn nó làm sao ba? Cấn cấn cái gì? Ba có xem xét kỹ lại chưa? Ba xem kỹ lắm rồi, ba xem rất là kỹ. Vậy là trong cái cây dừa đó không những là chỉ là một miếng đất nhỏ mà nó là mấy ngàn mét vuông đất luôn đúng không ba? Không có. Chứ nhiều? Có khoảng 2,5 mét 3 mét hả? Trời đất ơi, ba ơi ba, có 2,5 mét 3 mét với lại một cây dừa. Mà ba chấp nhận mua với cái giá 3 tỷ. Vậy là ở dưới đó có vàng đúng không ba? Không có. Cây dừa không hả? Sao con rối não quá vậy? Cây dừa nó quý hơn vàng nữa, đối với ba cây dừa nó quý lắm. Ba nói sao con không hiểu gì hết hả? Sao không hiểu, dễ hiểu vô cùng chứ có gì đâu không hiểu. Bây giờ ba nói với con rồi, bây giờ con thực hiện cho ba không? Nếu con cảm thấy con không làm được, ba tuyệt thực cho con vừa lòng. Ba nói ba tuyệt thực. Ba tuyệt thực, con mình ba ở đây ai làm chứng cho ba? Có à. Ai? Người đang làm trời đang nhìn nghe. Người đang làm trời đang nhìn nghe, với lại của quyền thất tổ nhìn nè, chứng nhận cho ba là ba tuyệt thực nghe. Ba nói cái gì cũng được hết á. Nhưng mà con thấy nó lấn cấn sao? Hay là ở xóm này có người nào gọi là dụ dỗ ba mua với cái giá đó đúng không? Con ơi là con, trời ơi ba già rồi, ai dụ ba được, ba không dụ người ta thôi, sao người ta dụ được ba? Trời ơi cái này là cái miếng đất này là của cô Năm đó. Cô Năm. Cái miếng đất của cô Năm. Có cây dừa. Ba kết cây dừa, kết là bao nhiêu cũng chơi hết trơn hết trọi á. Hiểu không? Tự nhiên cái miếng đất mà có 2,5 mét 3 mét với cây dừa mà ba mua với cái giá 3 tỷ. Rồi bây giờ con hỏi ba nè, cái nhà này bán nè, chưa chắc được tới 500 triệu, rồi tiền đâu đắp vô? Tiền dưỡng già của ba. Trời ơi ba. Tiền dưỡng già mà con để dành cho ba, với lại tiền của ba làm ra ba để dành đó, cũng 2 tỷ mấy rồi, giờ cộng mình bán cái nhà nữa luôn là chơi luôn. Trời ơi ba chơi bứt gân vậy luôn. Chơi gì một lần một phát một cho cái xóm này nó le mắt với ba luôn. Rồi bây giờ con hỏi ba, mất tiền dưỡng già rồi ba sống bằng cái gì? Sống được mà. Sống sao được? Sống được. Sống thôi mà, ăn ít, ăn bao nhiêu gì nhiều chứ ngủ bao nhiêu đâu ba, không thành vấn đề. Mất tiền dưỡng già rồi cái ôm cái gốc dừa đó sống. Trời ơi ba, con thấy cái chuyện này không ổn rồi đó ba ơi. Sao không ổn? Con không biết nữa, nhưng mà tự nhiên cái bây giờ đâu mà kêu con về đây rồi ba mua, con tưởng là ba mua cái miếng đất nó phải mấy ngàn mét vuông với cái giá là 3 tỷ. Bây giờ ba nói con chỉ có 3 mét vuông với lại một cái cây dừa ba mua với cái giá 3 tỷ. Giá trị vô cùng, giá trị vô cùng. Con ơi, con không hiểu được cái gốc ngác của cây dừa đó đâu. Nếu mà con hiểu được gốc ngác cây dừa đó hả, thì 5 tỷ ba cũng mua, đừng nói cho 3 tỷ. 5 tỷ ba cũng làm luôn á. Chiều ba đi con, ba năn nỉ con đó con à. Rồi bây giờ không lẽ ba mua chút xíu vậy rồi ba chết thì chôn ba dưới luôn hả? Nếu mà được chết mà được chôn ngay cái cây dừa đó là ba mãn nguyện lắm rồi đó con. Trời. Ba tỷ bạc chứ ít ỏi gì đâu. Nghĩ làm sao ba mình bỏ ra số tiền đó mua cái gốc dừa này với 2 mét đất này. Ba tao có nước bị người ta gạt á mới mua mày với cái giá đó. Chứ bán thân tao chưa chắc gì được 3 tỷ nữa.
Trời ơi, còn bây giờ sao đây? Hù! Hù cái gì mà hù? Trời đất ơi, tự nhiên quạo ngang với tôi vậy, đi dẫn đi về. Thôi. Biết anh ở trên thành phố về, tới giờ này mới ra thăm người ta. Tại vì em phải lén má đi chứ bộ. Bộ muốn đi đi hả? Biết rồi. Nhưng mà nè, gì? Em thấy má em có vô lý không? Nghĩ sao á mà bán cho ba anh cái góc dừa này nè, với lại 2 mét đất ở đây thôi à, với cái giá 3 tỷ. Ha. Công nhận má em nói thách dễ sợ. Rồi em thấy má em nói thách vậy rồi em không có cái cách nào em kêu má em bớt cho ba anh hết hả? Sao anh biết không có? Ủa vậy là có hả? Em trả giá liền. Trời ơi, trả nhiêu? Em trả giùm ba anh có 15 ngàn thôi má, chữ quá chữ. 15 ngàn? Chứ gì nữa, 3 tỷ mà trả xuống 15 ngàn là chỉ có một mình em thôi đó. Anh nghe anh say sẩm luôn á. Chứ gì nữa. 3 tỷ mà trả 15 ngàn tới ông cố nội anh sống vậy mà cũng không tính được nữa. Nghĩ sao má em chịu? Thì đó, má đâu có chịu đâu. Mà em cũng không hiểu nổi. Nhìn đi nè, đó. Góc dừa dày đây. Ừ. Mà má em đòi bán 3 tỷ. Mà em là ở giữa mà. Em khó xử dữ lắm, đúng không? Rồi mai mốt lỡ em về em làm dâu nhà anh, em biết ăn nói làm sao với ba anh đây? Thì đó, anh cũng khuyên ba anh hết lời rồi. Mà nằng nặc ba anh cứ đòi mua với cái giá đó. Thấy vô lý quá à. Vô lý thiệt. Không hiểu thiệt. Mà anh cũng không hiểu làm sao ba anh lại mê mẩn cái gốc dừa này, cái dừa này nữa. Đúng rồi đó, đó mới là cái vấn đề mình cần phải suy nghĩ. Em vẫn không hiểu tại sao ba anh lại muốn mua cái gốc dừa này và cái miếng đất này ta. Hay là nó có cái gì đó nó gắn kết với ba anh? Gắn kết hả? Hay là cái gốc dừa và miếng đất này nó hợp phong thủy với ba anh? Không, ba anh hồi đó giờ đâu có chơi phong thủy đồ này kia đâu. Nhưng bây giờ chơi ai biết được. Lỡ nhiều khi thầy nói là sau này ba anh chết chôn ở đây là con cháu làm giàu thì sao? Ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Không lẽ ba anh tính tới đường đó luôn? Thì đó, trước sau gì em cũng về làm dâu nhà anh đúng không? Ừ. Thì bây giờ nếu như má em có rao giá 3 tỷ, ba anh đưa 3 tỷ cho má em, má em cho em thì nó cũng là của hai vợ chồng mình thôi. Chắc gì của hai đứa mình. Anh nói nè, nếu mà của hai đứa mình á là khi nào hai đứa mình đến được với nhau. Còn lỡ mà em đi lấy người khác là coi như 3 tỷ đồng đó theo em với lại theo chồng em luôn rồi, đâu có quay về với anh đâu. Thì lúc đó làm sao? Thì lúc đó anh trắng tay. Chứ làm sao nữa, mất cả người yêu rồi mất luôn tiền. Ý anh là nếu như mà tiền không về tay anh á thì mình chia tay luôn đúng không? Không phải, nhưng mà mình cũng phải tính tới cái đường nó xấu nhất chứ. Anh tính toán hơi nhiều rồi đó. Vậy là anh đâu có yêu em, anh chỉ yêu 3 tỷ của ba anh thôi. Không phải, anh yêu em mà. Nhưng mà anh lo không hiểu làm sao mà cái cây dừa này nó cũng có trái nhiều đâu. Bên tùm lum đây có nhiều cây, nó có trái còn nhiều hơn nữa nè. Mà sao tự nhiên ba anh 1-2 cứ đòi mua cái cây dừa này? Mà má em 1-2 cứ đòi chặt cái cây dừa này. Ngộ ghê á, không biết hai người có cái gì với nhau. Làm gì mà má em ghét cái gốc dừa này dữ vậy ta? Thiệt, giống như là mặt trăng với mặt trời vậy đó. Nhưng mà anh có ghét cái cây dừa này không? Ghét chứ sao không ghét. Tự nhiên ghét nó à? Thì tại nó mà ba anh với anh bữa giờ cũng lục đục quá trời kìa. Đang ở trên Sài Gòn, ba anh 1-2 kêu anh về tưởng bàn sao? Bạn vụ gốc dừa này, chất quớt à. Nhưng mà đây là cây dừa định mệnh. Quên hả? Thì nhớ vừa định mệnh. Vừa định mệnh có người leo trên cây dừa đó. Đúng rồi. Cái tôi ngồi dưới đây. Đúng rồi. Xong rồi cái xém một chút nữa có trái dừa nó rớt vô đầu tôi. Đúng rồi. Cái xong cái hai đứa. Đó, hai đứa tới giờ đó 3 năm rồi đó. Đó lẹ mà hả, trái dừa này nước thì rất là ngọt nè, bóng thì che mát cho hai đứa mình nè. Đúng không? Ừ. Tại sao lại phải chặt nó đi? Rất là tội nghiệp nó. Đúng rồi. Ừ. Nói tới nói lui có nghĩa là mình chỉ lấn cấn cái vấn đề tiền thôi. Đúng. Chứ cái cây dừa này là nó gắn bó kỷ niệm của hai đứa mình. Đúng. Ủa mà khoan, xí. Đáng lẽ em với anh hẹn nhau ra đây mình phải nói chuyện tình yêu chứ mắc gì nói chuyện 3 tỷ với gốc dừa không vậy? À đúng rồi, cái chủ đề chính là chuyện tình yêu mà. Đúng rồi. Mình ra đây mình phải nói chuyện tình yêu. Ủa chạy đi đâu á? Em chạy đi trốn. À trốn rồi hả? Anh đi kiếm em đi. Đâu rồi, mất tiêu rồi, leo cái dừa đây. Em ở đây nè. Ở đâu hả? Ở đâu vậy? À ra rồi hả? Đây nè. Ở nhà có nhớ tôi không? Nhớ. Nhớ rồi, bây giờ gặp rồi đó, mận gì mận lẹ đi. Thôi, đây đông người lắm sao mận được. Mệt quá.
con trai đâu mà nhát cấy à. Thôi giận đi về luôn. Thôi tại cái tính người ta nhát mà. Thôi đi, không làm gì hết, đi về thiệt á. Về đúng không? Về luôn. Về thiệt không? Về thiệt luôn. Về hả? Về bắt lại cho khỏi về luôn nè. Ui, coi chừng người ta thấy mới giờ. Kệ, người ta thấy cho thấy luôn. Ôi, đừng có làm gì quỷ nữa. Nhớ quá à. Nhớ anh không? Má. Gì vậy? Thôi nhớ anh không, tự chửi anh. Má. Sao chửi nữa? Đâu có chửi. Chứ sao? Má em tới. Má. Hả? Gọi giận. Má em mà biết chuyện tụi mình là coi như má em đốt nhà anh luôn á. Trời ơi, là má em giết luôn á. Thôi giọt giọt lẹ. Giọt trốn thôi, trốn thôi, lẹ. Trốn lẹ, giọt. Thấy không? Biết ngay mà. Hãy kêu cái bản nào lên làng trai già dịch đó là tháo xuống. Bực bội không? Được rồi, để coi nha. Kỳ này ông tháo cỡ nào ha. Tiền tăng lên 80 lần. Thế nào cũng có kết quả tốt đẹp cho coi. Phải canh chả mới được. Hứ gì thì ghét. Để coi kỳ này ông dám tháo xuống không. Thằng cha bảy già, tôi thách ông đó. Xếp. Sao rồi? Con chặt cây dừa đó cho cô chưa? Cái gì? Thằng cha bảy, cha liền cây dao của mày xuống sông hả? Mày lội xuống sông, mày lấy cây dao mày lên mày chặt tiếp cho tao. Trời ơi, mày chặt đi, tao cho mày 100 triệu. Hả? Ờ, đúng rồi. Rào lại, đúng rồi, phải rào lại. Để cho con chả đừng có làm gì được hết. Cái gì? Mày kêu tao rào luôn đó hả? Trời ơi, cùng 100 triệu cũng chê nữa hả? Nè, cô nói nè. Nè. Ê! Cái anh cha già kia, ai cho ông lấy cái bản tranh cái dừa của tôi xuống vậy? Bây giờ thông báo cho bà biết, cái miếng đất có cây dừa khoảng 2 mét vuông đó thuộc về tôi. Võ Sách, tôi ra 3 tỷ. Cái gì? 3 tỷ trong này, đếm thoải mái, không thiếu một cắc. Ê, đừng giỡn mặt với tôi nghe. Để sao? Ở đâu có 3 tỷ? Hả? Tiền của tôi miễn sao có thôi. Đi cướp ngân hàng hả? Không, không bao giờ làm cái chuyện mà để phạm tội. Tôi biết tính ông rồi. Ông chơi bất gần tôi đúng không? Ông muốn làm nhục tôi đúng không? Cho nên ông bán hết ruộng nương vườn tượng của ông rồi. Ông để dành tiền mà dưỡng già của ông, ông đưa cho tôi luôn đúng không? Đó là cái chuyện của tôi. Bây giờ tôi nói cho bà nghe, kể từ giờ phút này bà không được quyền đụng vào cái miếng đất đó nữa. Nghe rõ chưa? Bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi chưa có ký nên tôi chưa có bán, tôi đổi ý. Bây giờ 5 tỷ tôi cũng không bán luôn. Nè, vừa phải thôi nghe, bà ăn nói lại gọng kiểu này là không được nghe. Bà nói 3 tỷ rồi giờ bà nói 5 tỷ. Tôi nói cho bà nghe. Trời ơi. Bà biết là cái số tiền mà 3 tỷ này là tôi phải dành dụm cái tiền dưỡng già của tôi. Tôi phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức mới có được 3 tỷ như thế này. Bây giờ tôi muốn mua cái miếng đất đó, tự nhiên bây giờ bà đổi bà bán 5 tỷ. Bán. Trời, tôi năn nỉ bà đó, bà ngồi xuống đi, bà nghe tôi nói chuyện nè. Tôi năn nỉ bà, tôi lại bà đó, bà cái gì bà cũng được, đừng có đòi bộ nè. Bộ kiếp trước tôi có cái gì lỗi với bà hay sao mà tự nhiên bây giờ bà đối xử với tôi tệ dữ vậy? Bà có biết là cái miếng đất nó quan trọng đối với tôi như thế nào không hả? Tôi năn nỉ bà, tôi cầu xin bà đó, bà để là cái miếng đất đó cho tôi có cây dừa đó đi, bà đừng có chặt, bà đừng có bán cho người ta cái khúc đó. Tôi năn nỉ bà đó, bà, tôi năn nỉ bà thiệt đó. Nó là bao nhiêu cái tình cảm của tôi, bà không thương nó nữa thì bây giờ bà để lại cho tôi đi, bà bán nó lại cho tôi đi, bà đừng có bán cho người khác, người ta chặt nó tội nghiệp. Trời ơi, già già kìa, sao không hiểu lòng tôi vậy? Lòng mà cái gì bà bán 3 tỷ, hiểu gì hiểu. Tôi đâu có muốn bán cái dừa đâu. Nhưng mà tự vì tôi nhìn cái dừa đó, tôi không chịu được. Làm gì không chịu được? Ông có biết 3 năm nay ngày nào ông cũng ra ông ôm gốc dừa ông khóc. Tôi thấy hết á. Tôi rình rập ông, tôi biết. Tôi thấy ngày nào ông ra nó khóc. Bà rình tôi mỗi ngày luôn hả? Bây giờ tôi phải chặt nó đi, chứ tôi thấy tôi chịu đâu có nổi. Là có nghĩa là cái ý của bà là không phải là vì tiền. Bà muốn nói cái giá gì để cho tôi? Cái anh cha già dịch kia, nhìn đi, nhìn cái mặt tôi là ham tiền lắm hả? Bởi vì
Khờ 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 khờ, từ hồi trẻ cho tới già vẫn còn khờ. Thì ai biết đâu, thì cha mẹ sinh ra cái tánh đã khờ vậy rồi. Chứ là có nghĩa là đối với bà cái đó vẫn là kỷ niệm mà hả? Chứ tôi nhìn nó sao tôi chịu nổi. Tôi thấy ông đau lòng như vậy, lòng dạ nào mà mấy chục năm nay tôi chịu nổi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ở đâu mà lù lù ra vậy? Bu cái tay ra. Con nhỏ này làm cái gì mà kẹp tay? Dạ. Thằng con ông. Ủa sao tự nhiên nãy giờ con ở trong đó vậy? Sao tự nhiên vô trong nhà cô vậy? Hả? Dạ con tính gặp cô để con xin. Xin gì? Con cưa cái gốc dừa đó 80 triệu, còn 3 tỷ của ba con á vẫn còn nguyên. Trời ơi, cái thằng quỷ vậy. Sao mau quýnh ảnh, nãy giờ không chịu ra sớm. Để tôi rớt nước mắt. Làm tôi quê với ba cậu à. Làm tôi nói thiệt, hết nỗi lòng của tôi. Rồi tự nhiên hai đứa nắm tay nhau vậy, hồi nãy trong này. Dạ, là sao? Là chuyện là gì? Là tụi con chịu đẹp nhau đó. Trời ơi, sao không nói với má sớm? Sao dám nói được, con thấy má với lại chú Bảy căng quá. Rồi hồi nãy tụi con ở trong đó, tụi con nghe hết cái chuyện tình gọi là bi đát, gọi lâm ly của hai người rồi. Mà tại sao hồi đó hai người yêu nhau mà không đến với nhau, uổng quá vậy? Trời ơi, mấy cái chuyện này chuyện nó đừng có nhắc lại nữa mà mắc cỡ muốn chết là... luôn. Bây giờ tôi thôi được rồi, để tôi nói khoái nói lắm. Lần vậy dạ, hồi đó má với ổng yêu nhau, cái gốc dừa đó là nơi kỷ niệm má với ổng rất là nhiều. Vậy mà má tham phú phụ bần, má đi lấy chồng giàu, má nghe lời ông ngoại con. Trời ơi, mà ngày xưa con biết rồi đó, áo mặc sao qua cõi đầu, cho nên là má lấy ba con, má bỏ ổng. Bây giờ ổng ôm cái gốc dừa đó hoài, sao má chịu nói. Gốc dừa định mệnh. Đúng rồi, vậy là cô ham chồng giàu, cô bỏ ba của con. Cái đó là tại ông ngoại, không phải tại cô. Tại ông ngoại em chứ bộ. Đúng rồi, tại ông ngoại. Nhưng mà cũng nhờ cái gốc dừa đó mà con với ảnh mới nên duyên đó. Vậy là giờ tụi bay hay hẹn ngoài gốc dừa đó luôn hả? Dạ đúng rồi, anh đó, kể đó rồi. Là cả một câu chuyện dài luôn á. 3 năm trước á, cái lúc mà con ngồi dưới gốc dừa con đọc sách nha, cái tự nhiên cái con có cảm giác cái trái dừa nó sắp sửa nó rớt lên đầu con ha. Cái con ngước lên, ôi đất ơi, con thấy một cô nàng hái dừa mà leo như khỉ, và người đó chính là Hạnh. Đúng vậy. Từ đó cái con dính tiếng sét ái tình luôn. Có nghĩa là bây giờ là kể từ giờ phút này là tôi với bà là cái gì, là mình không phải là su gia. Bớt mơ đi nghe. Su gia có nghĩa là không được quyền mơ nữa đúng không? Chứ cha, vậy là chú Bảy phải ôm gốc dừa khóc nức nở nữa rồi. Nè, cái con này đừng có nhắc tới cái chuyện hồi xưa của má nữa nghe chưa, làm má đau lòng nghe mày. Nè mà còn bây giờ nữa con lại còn sao lại con kêu là chú Bảy, phải kêu là tía. Đúng rồi, tía chồng tương lai. Tía chồng nghe, chứ đừng kêu tía má. Tự nhiên thấy tao với ổng giống hai vợ chồng quá. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Bước là hết cái chợ, không có đủ đồ để mua hai vậy chợ hả? Trời đâu chứ, cánh giờ là phải lên chợ. Trời ơi. Cái gì vậy? Có sao không cô? Có sao không vậy? Có sao không cô? Đụng hả? Trúng đầu cô hay vậy? Trúng đâu? Coi sao cô đi đứng kiểu gì vậy? Thánh thần cô xin lỗi nghe, tại lo nói chuyện không thấy cô. Trời đất ơi, đứng giữa đường giữa xá vậy, tôi đụng là hên nghe, chứ mà xe tăng nó ủi một cái là xong phên. Thì chết luôn á cô. Ủi là chết chung chứ. Ủa dạ. Ai vậy? Đau quắc hả? Không phải thần này. Ơi, cô ba không nhớ con hả? Biết đâu nhớ trời. Con ông Chính nữa sớm bên nè. Ông Chính nào? Ông Chính đó. Ông Chính hồi xưa bán rượu đó. Ông Chính bán rượu mà có cái cục u bự chảng ở đây nè kêu. Cục u nha, chứ không phải cái sừng nha cô, cục u nha. Kêu bằng ông Chính tay giác, đúng dạ. Rồi, tôi nhớ rồi. Dạ. Ơi, mén đây ha. Dạ. Trời ơi, Thánh Thần ơi, cô không nhớ con hay gì vậy? Con hồi kỳ con hay đi với anh hai con đi qua nhà con chơi hoài đó. Hồi đó mày xấu quắc hà mày ơi, hồi đó đen thùi xấu quắc hà. Nay coi bảnh ha. Bảnh đó cô. Vậy ngon hơn xưa ha. Ngon vậy. Nhớ hồi xưa mày khoái hiền ta lắm. Khoái hiền mày với anh hai mày qua mày tà lọt với nó hoài. Dạ. Thì giờ không biết có cao lên được chút nào chưa cô. Nó càng ngày càng thun lại. Ủa ngồi vậy. Mày cái nết đó giờ cười. Bởi vì tao nói hồi đó thằng Hiền nó không chịu là vậy. Gái đứa giờ cười.
Kỳ thôi. Không, tao nói cười hào sản đó cô. À vậy hả? Dạ. Ủa rồi nay đi đâu đây? Con đi về là sáng về ra lộ. Vậy hả? Dạ. Sáng ra lộ đứng cái đi về. Không, tính là đi gì là còn gọi điện lên mà anh Hai đó. Ủa anh Hai? Anh Hai con gửi đồ gì? Nó ở đâu mà gửi đồ gì? Trời ơi, anh Hai con với Sài Gòn đó. Nó mượn gì vậy Trịnh? Thì nói chung là ổng đi làm công nhân hay là cái gì doanh nghiệp, cái gì á, con không gành cô ơi. Vậy hả? Dạ. Mừng cho người ta ha, mừng chủ. Thì không, chủ không ta? Tiền nhiều không? Tiền nhiều không? Tiền nhiều mới chủ à. Tiền cũng nói chung là cũng ít à. Dạ thôi mừng mướn rồi mẹ ơi. Mừng mướn ha. Mừng mướn rồi. Hèn chi tao đi giết mà 2-3 năm nay không thấy gì à cô ơi. Trời ơi, Hiền tao đi Mỹ rồi, ngon lắm. Vậy hả? Anh nó cũng mừng mướn bởi nó. Ủa? Ôi chết chồng quên. Tính anh nó nói chuyện đó. Tao quên điện thoại. Thánh thần ơi, từ nãy giờ ngang nữa có cái điện thoại hà mà gớt đâu không biết đường lụm lên. Rồi thôi. Trời ơi, tao đi chợ tao mua bông mà chợ mình không có bông nào đẹp hết trơn. Trời thôi thôi cô ba đi nghe. Ủa? Đi tao mua bông, mua bông. Dạ dạ cô ba đi có gì đau rồi quay nói con nghe. Biết rồi. Trời ơi, thánh thần vừa cúp máy đúng rồi. Để từ nãy giờ chưa cúp máy nữa cha nội. Không, nó đi về sớm đi để đặng nó đón ông táo nghe. U da trời ơi, thiệt cái tình á, tưởng là không có cái gì bây giờ sao. Ủa? Nó đau dữ sao vậy, sao đi cà thọ kìa bà ba. Trời ơi, đụng quẹt, ngồi đâu đây? Ngồi đây để tôi làm nước cho uống. Trời ơi, nãy quẹt con mén. Mén hả? Đi sao mà sớm xác quẹt, nãy không thấy gì mà sao giờ nó đau quá trời. Rồi có làm sao không? Ai biết đâu. Coi chừng nghe. Trời ơi, bởi vậy ông bà mình nói cái câu hay lắm. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải dây. Đó. Lớn tuổi rồi nha, té một cái đùi, một cái là xương cốt rồi coi chừng nó có cái gì chổng là thổi. Thôi. Bà đừng nói gãy đi nha. Tính nói vậy. Trời đất ơi, ta đi ta dấp, ta da chạm chút xíu thôi. Coi. Thôi. Đó đó. Đau hả? Má vậy là không sao, bầm thôi, tôi thấy cục xương còn bự lắm, không biết chưa gãy rồi. Đụng cái được người bóc cái em chết luôn à. Uống nước đi. Ta nói đi chợ sắm đồ Tết. Mà chợ mình sao nó lèo tèo quá, chợ ấp mà không có đủ đồ hết trơn trời á. Bây giờ phải đi lên chợ huyện mua mấy đồ. Lên chợ huyện mua cái gì nữa? Trời ơi, ba đồ trang trí nhà cửa bông hoa đồ. Trời ơi, sao không nhờ mấy thằng thanh niên trong xóm nó chạy ngang nhờ nó mua giùm cho. Trời ơi, nhờ giá bực. Bực cái mình dữ lắm, muốn mỗi lần đi đâu là phải kêu đực chạy xe ôm đó. Vậy hả? Chở đích thân đi lên mua mới được. Bà, bộ năm nay bà có chuyện gì vui ăn Tết lớn quá vậy? Nói nào ngay không biết vui hay buồn. Mà đều kêu Hiền nó về. Ôi trời. Kêu Hiền về ăn, hai chị em ăn Tết chứ mà nó đi mấy năm rồi. Vui vậy? Vậy là Tết năm nay chú Hiền về ăn Tết hả? Ở bệnh có vợ con gì chưa? Chưa, nó lo mừng ăn không mà có vợ con gì đâu ạ. Phải rồi, xấu quá mà. Với lại cũng lớn tuổi nữa. Mà nhà bà ngộ quá ha. Tự nhiên mà mấy chị em mà cô đọc hết rồi, thấy thương à. Có số hết rồi, thôi đừng buồn, kệ nó đi ha. Quất một cái bợp của em tôi mà là nó xấu quá mà, thấy có duyên rồi, nghe. Xấu mà lớn tuổi nữa. Giờ cái thứ hai đó, hai bà cô đọc hết, hai chị em cô đọc hết. Nó nói lại cha nó, hai chị em bà ế đi. Ai nói vậy kỳ vậy? Ai... Nói tao nói cô đơn, cô đọc cho nó thấy nó văn chương ai nói ế. Trời ơi, tôi nói bà nghe, hồi xưa chỉ cần tôi gật đầu một cái rột thôi là trai hốt cả rổ lựa không kịp. Tôi mà cái là bà không có cửa mà vô với ông Sáu đâu. Trời ơi, chẳng qua. Thôi đi, đừng nhắc ông Sáu, chẳng qua cái gì. Cũng hên là bà ổng hốt ổng, hốt giờ ổng cũng bỏ bà đi thôi. Tôi giờ ổng cũng bỏ đi xa lắc tí tè rồi, còn gì bởi nữa. Bởi vậy, hồi xưa là cha mẹ tôi mất sớm. Tôi ở không, tôi nuôi Hiền. Biết. Hai chị em hữu hỉ nhau. Ừ. Tới hồi mà nó trưởng thành á, nó đi mừng ăn được. Thì nó đi mừng ăn xa, đặng về nó nuôi tôi. Đó, vậy thôi chứ ế ẩm cái gì. Thì thôi không ế. Kệ đi, đừng nhắc tới ông Sáu nữa đi. Phiền quá, thì nhắc chi cho tôi bực bội và bà nữa. Mắc cười quá. Ai mà nhắc đâu. Nói cái vụ ế tôi mới nhớ. Gì nữa? Thằng Hiền. Hiền sao? Thằng Hiền nay á, nó cũng hàng tư rồi. Bốn mấy rồi đó, hàng tư vậy? Gần hàng năm rồi đó. Thì mình nói là nhẹ nhẹ thôi bà, sao hay quất tới nơi quá. Nó hàng tư rồi mà chưa có vợ con thì thấy tội nghiệp nó. Nên nó kỳ này nó về phải kiếm vợ cho nó. Kiếm vợ? Ở trong làng mình có ai mà cỡ tuổi nó mà không có chồng đâu. Cỡ đó là giờ kêu bà nội bà ngoại hết rồi đó. Trời đất ơi, kiếm mà cỡ nó làm chi?
kiếm mấy cô trẻ trẻ đó. Trời ơi, tôi nghe dạ. kiếm gái trẻ sao tôi hên là tôi chưa có ăn. Cái gì vậy? Chị em bà công nhận tự tin thiệt, có hàng gì ế là đúng rồi. Ủa là sao? Nghĩ sao mà nó bốn mấy gần 50 tuổi rồi kiếm gái trẻ đâu ra. Chị ơi chị, em của tôi giờ là Việt Kiều chị. Nghe. Việt Kiều. Vừa nó vừa có công có chuyện, có làm ra tiền nghe. Ừ. Mà nó chững chạc, nó đàng hoàng, nó Việt Kiều đó. Bây giờ với lại con gái bây giờ nó không có quan trọng cái vẻ bề ngoài, cái quan trọng là con người đàng hoàng thôi, không phải dạy trai như bà hồi xưa. Trời ơi, ông sao ông đẹp trai cái cố sống cố chết một hai lấy cho bằng được đó. Thôi nhắc con sao hoài thì thôi. Bà nhớ ông hả? Thì tại bà nói gì giờ bà giải thích vậy, tôi thấy có lý nè. Gì? Bây giờ con gái nó khôn lắm. Nó không cần đẹp trai đâu, người ta nói tốt mã rã đám. Đúng rồi. Thằng Hiền nó là Việt Kiều đúng không? Có công ăn chuyện làm mà mấy chục năm dành dụm chắc giờ cũng khá lắm nè. Thôi được rồi, để tôi kiếm đứa nào cũng hơi cứng cứng một chút xíu. Thì đừng có mà trẻ quá, cũng cỡ mà hai mấy 30 đi ha. Dưới 30 được rồi. Thì đúng rồi. Được rồi. 28 đi. Ủa giờ bà lấy cho em bà, bà lấy cho bà mà bà trả giá trời. Nó còn xanh đẻ nữa thêm. Quên, tôi bán quán tôi đâu phải là mai đâu, tự nhiên qua đây kêu tôi làm mai gì kỳ vậy? Ha. Ủa nhưng mà tại vì bà bán quán cho nên bà quen biết rộng, bà có nhiều mối quan hệ, bà biết nhiều người. Đó thì bà coi trong làng trong xóm là đứa nào mà đẹp gái được nết đó, bà làm mai cho thằng Hiền. Trời ơi, mất cả hậu tạ bà ơi. Để tôi coi đẹp gái trong xóm này hả? Đâu có đứa nào đẹp hơn tôi đâu. Thôi, nhớ rồi. Đứa nào? Nãy con Mén. Gặp con Mén ở ngoài lộ, con Mén con chính tay giác á. Đúng rồi, nó chưa có chồng đó. Cái nhỏ nó chừng hơn 20 chứ nhiêu. Đúng rồi. Thử coi. Em mà cái nết nó vui lắm nè. Tao nói tao gặp nó nhìn tôi nó cười. Thì đó. Đến nhà mà có chuyện buồn nó cười cái hết buồn liền luôn. Biết đâu nhờ vậy mà nó chịu Hiền. Hồi nãy nó đụng tôi sưng giò đó bà. Cái gì? Nó đụng bà sưng giò. Bây giờ bà vô đây bà đòi làm mai cho nó. Bà kiếm nó để mà bà gả cho thằng Hiền. Ê, cái này có chừng duyên hội ngộ nghe bà. Cái bằng trời khiến á hả? Vô tình đó. Ê, có khi nào... Cô Sáu ơi. Ai cô Sáu ơi, cô Sáu. Ủa, qua hả con? Cô. Có gì không? Má con rửa lại cái đầm của cô nè. Để đi, cô đang dở tay. Con giặt phơi khô ráo hết trơn rồi nha. Vậy hả, cảm ơn con nha. Cảm ơn cô nha. Không có gì. Ê, khoan. Dạ. Con rảnh không? Đang rảnh lắm không? Thì trả cái đầm xong là rảnh rồi đó cô. Rảnh lắm hả? Dạ. Ngồi đi. Hả? Ngồi chơi, cô hỏi chút chuyện coi. Dạ. Ngồi chơi chút nghe. Dạ, cái gì cô? Có một chút chuyện cô muốn hỏi. Gì cô? Bày có người yêu hay có chồng gì chưa? Thánh thần ơi, tự nhiên hỏi gì cỡ vậy? Cỡ gì? Nhỏ xíu hả? Trời ơi, 25-26 rồi cô nương. Cỡ cô mà lấy chồng sớm là hai đứa con rồi chứ không phải chơi đâu. Ôi, lấy chồng sớm giờ khổ lắm cô ơi. Con là con định 30 hoặc là ngoài 30 con mới lấy chồng đó. Trời, nghe lời ai xúi vậy? Ngoài 30 là già chát rồi ha, không có ai hốt đi đâu. Chứ con không nghe nhà nước khuyến khích hả? Con trai con gái tới tuổi lập gia đình là phải lấy chồng sớm. Thánh thần ơi, nhà nước khuyến khích vậy chứ nhà nước có chỉ chỗ ông chồng đâu lấy. Ủa vậy hả? Mà với lại gì nè, thí dụ giờ con lên nhà nước đi, nhà nước phá cho con ông chồng con cũng lấy nữa. Ôi trời ơi, ở đâu sẵn vậy? Giờ muốn phát chồng đúng không? Dạ. Khỏi cần nhà nước, cô Sáu sẽ phát cho bay một thằng. Giỡn vậy chị ơi, chị ơi. Ai? Trời ơi, cô bả bẽn lẽn đi ghét. Nghe nói tới trai cái bộ quào tùm lum. Ai vậy? Còn nhớ anh Hiền không? Anh Hiền thấp thấp người đó, em của cô ba đó, cô ba sớm trên đó. Nhớ nhớ. Dạ nhớ. Ủa ông đi Mỹ rồi? Thì đi Mỹ 7-8 năm nay rồi. Cô đừng nói là cô làm mai anh Hiền cho con. Trời ơi, cô nhỏ thông minh quá ta. Đúng rồi, cô tính phát Hiền cho con đó. Thôi. Sao ngoái lia lịa vậy? Ôi, nhìn cái mặt ông mắc cười lắm cô ơi. Ổng gì đâu mà mấy năm trời rồi ha, cái người có ông Khúc à. Không có cao lên được miếng nào hết trơn á. Lấy chồng cái mặt mắc cười mới vui ha, đừng có lấy chồng mặt chầm chầm làm ăn không có được, hiểu không? Gì? Với lại cô nói cô nghe, nó không già rồi thì biết là nó già hơn mày mười mấy tuổi đó. Thì đó, lấy về trời ơi giống như tía con vậy đó hả? Tía cái gì mà tía, có mười mấy tuổi mà làm thế ghê. Con không nghe ông bà mình nói hả,
chồng già vợ trẻ là tiên. Đó, lấy Hiền về đi, cái con sẽ thành tiên liền. Trời ơi. Không, ý là con sướng như tiên. Bởi vì thằng Hiền nó lớn tuổi nè, rồi nó sẽ chiều chuộng thương yêu con. Chưa kể anh Hiền ở bên Mỹ nha, anh Hiền có sự nghiệp đàng hoàng, hiền lành tốt tính nữa. Là coi như nếu mà con gửi thân cho anh Hiền là con ổn, ổn cả đời mày luôn. Chưa kể con báo hiếu được với cha mẹ con nữa, cha mẹ con cũng nhờ cậy được con luôn. Thấy không? Thôi, không biết. Chịu ha, chịu. Thôi, thôi, thôi. Thôi có gì cô Sáu qua nói chuyện với Tiêu má tôi đi. Con không biết nha. Ê, 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 ê. Nhỏ này sao ta? Không biết, không biết. Nói chuyện với tía má không đi. Ủa vậy là nó chịu hay không trời? Bà ba ơi, bà ba. Bà ba. Trời ơi, ta đang rối lên chuyện nhà. Cái gì? Gì em xùm vậy? Tết nhất rối quá hả? Có chuyện vui, có chuyện vui. Vui gì? Thì cái vụ Hiền lấy vợ đó. Lấy hồi nào? Không. À, chắc chắc. Ông cái vụ mà tôi với bà mà tính là mai cho thằng Hiền đó, nhớ không? Rồi sao, rồi sao? Nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Hên xui. Là sao? Mà tôi thấy xui xui nhiều hơn hên hên. Là sao đâu bà kể rõ cho tôi nghe coi. Ừ. Con mén nó còn bán tính bán nghi. Nó không có chịu. Tôi tính cách với bà nè, là con mén nó không chịu. Mà tại sao nó không chịu? Thì nó có gặp đâu, cho nên nó không tin là đúng rồi. Nó nghĩ là chú Hiền ở bên bển á, không có làm ăn được cái gì, cho nên mới không cưới vợ được. Rồi cũng không có tiền đó, rồi bao nhiêu thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó chê chú Hiền là... Chê gì? Hiểu không? Chà, đó. Này thì sửa không được rồi. Khó hả? Khó rồi. Thì bởi vậy. Nhưng mà mình bù bằng cái khác. Bù bằng cái gì? Thì bây giờ mình có nói thẳng với nó là bây giờ thằng Hiền nó là dân làm ăn thiệt. Ừ. Nó có tiền thiệt. Mà nó trưởng thành, nó chững chạc mà. Mà nó không có tin. Cho nên tôi với bạn với bà kiểu này nè. Hiểu không? Là coi như mình cho ba má nó gặp đi, gặp chú Hiền đi ha, rồi cái mình kêu chú Hiền làm hoành tráng lên, phóng đại lên để cho ba má nó tin, thì ba má nó tin, ba má nó mới gả nó cho chú Hiền. Đâu cần phóng đại đâu. Hiền giàu thiệt, đâu cần phóng đại, mình cứ nói thiệt cho nó vậy. Trời ơi, nhưng mà phải nổ thêm chút xíu đi cho nó hoành tráng. Nổ hả? Ừ, được không? Nổ, trời, nổ luôn, bây giờ tôi nổ tới nóc luôn rồi nó mà nghe. Vậy đi. Kỳ cục quá trời. Cái vợ cho nó mà nó sao đâu, nó đi vô ra chuồng trốn mất tiêu. Cái thằng này thiệt chứ. Sao rồi? Sao rồi? Gì? Hiện vậy chưa? Trời hả? Đất ơi, nó về rồi cái nó sẽ quay nói nó cà lơ rồi nó đi đâu sáng giờ. Đi đâu? Biết đâu nó hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa cô. Nó chỉ nói với con ba đó, cái nó cà lơ rồi nó bỏ đi nước vậy đó. Gì kỳ vậy trời? Trời ơi, hên nó nghe. Mai có cô Sáu của qua, cô giải thích cho tía má con. Ừ. Chứ không bả chờ từ sớm mơ đến giờ rồi đó. Đợi. Hả? Ừ. Rồi anh Dũng đâu? À, ấy, anh hai con hả? Rồi anh hai mày chứ ai trời. Gì vậy cô, anh hai con đi làm trên Sài Gòn á, gần Tết mới về. Ủa mày bị gì trời? Bà mới bị gì á? Nó về rồi. Hồi sớm nè, hồi sớm mời nè, nó ghé đây nè. Gì vậy cô, con giỡn hoài. Anh hai con về mới về nhà con trước chứ tự nhiên ghé nhà cô là sao? Trời ơi, tao tức cái con nhỏ này quá. Nó ghé đây rồi. Bà ba. Gì vậy? Bớt làm tôi sợ nghe. Hả? Tôi nghi lắm á. Tự nhiên con. Hồi nãy ngồi thì láp giáp mình ên là thấy nghi lắm rồi đó. Trời đất. Tự nhiên đang nói chuyện Hiền cái tự nhiên qua tới thằng Dũng nó đâu ở tích thề lè trên thành phố bà. Tích đâu mà tích, thề lè cái gì? Thằng Dũng với thằng Hiền là hồi xưa ở nhà là hai đứa nó đã qua lại với nhau rồi. Trời ơi, tôi rành thằng Dũng quá mà sao lộn được. Bảy không? Cô ba. Gì á? Cô, không con sợ thiệt á cô. Bị anh Dũng mình hai con mà về phải báo cho con với tía má con biết chứ tự nhiên ghé nhà cô làm chi. Mà trời nghe ơi. Nói đâu 28 Tết nó mới về mà giờ nãy về làm gì? Tết mới về. Đâu. Bà lấy điện thoại gọi coi có thằng Dũng nó về không? Trời ơi, đâu có đâu, mới nói chuyện ổng qua bên kia đây mà. Tức quá, tao già chứ tao không có khùng má. Từ từ để con gọi coi sao. Ai biết được. Cái gì tao con trời mua Phật ạ. Hai hết hồn à. Thánh thần ơi anh hai. Tự nhiên luôn. Ủa hai về nào vậy? Thật ra chuyện nó là như vậy. Sao? Chị ba. Em với Dũng quen nhau đây 7 năm rồi. Trời ơi. Chuyện là trên xóm dưới người ta biết. Từ nhỏ là tụi bay đã quen nhau, đã chơi với nhau rồi. Ai biết tụi bay chơi nhau đâu. Tự nhiên giờ còn khoe nữa.
cái gì vậy? Hả? Ô, ơ, anh hai. Chị ba. Sao rồi? Cũng bà làm quá hà. Cái chuyện nhà tôi mà đâu phải chuyện của bà đâu mà xỉu ngang hông vậy trời. Ủa nãy giờ tôi xỉu đó hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái này tôi gọi là xỉu hùng nè. Hùng cái gì anh mà hai mà con? Tôi nghe đồn ngột quá tôi muốn đồn tử luôn á. Dạ. Trời hai ơi. Đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Hiền sợ gia đình không có chấp nhận. Cho nên Hiền mới nói dối là đi Mỹ. Khoảng thời gian qua hai đứa con sống chung ở trên thành phố. Vậy luôn á. Đúng vậy chị ba. Hiền ơi Hiền. Dạ. Bây giờ má ơi, giờ tôi không biết nói gì với nó luôn á. Vậy là cuối cùng là em Hạnh đâu có ở bên Mỹ hả? Dạ không. Chứ chị qua tưởng gì Kiều không. Chị thừa chuyện với Tiên Mén. Ừ. Thế xin nó tặng gái cho mày. Thôi. Rồi bây giờ về giờ tôi ăn nói làm sao Hiền ơi. Thôi bỏ đi. Chẳng lẽ giờ con vậy đi giật chồng với anh hai con. Trời ơi. 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 Trời trời ơi, người ta yêu nhau kêu đứng xa trời. Chị ba ơi, chị ba lỡ thương rồi giúp em đi. Chị cứ nói với mọi người là ngày mai em đi Mỹ rồi. Hả? Đúng rồi. Em sẽ đi với anh. Ủa gì hả anh hai? Ủa nhưng mà em đi Mỹ rồi, em đi Mỹ thiệt hay là em đi đâu? Thôi, tự hiểu đi. Vậy lên thành phố bà ơi. Trời ơi. Em nói với tía má đó là Tết năm nay anh không về. Cứ nói đại là khi nào anh sắp xếp xong công việc thì anh về nha. Giúp anh đi. Anh hai, rồi đi đâu vậy? Không có được. Mới về mà đi đâu vậy? Tía má mới được, tía má buồn lắm đó nghe. Anh biết rồi, nhưng mà cái chuyện này tía má đâu có chấp nhận được. Trời ơi, Tết nhất tới nơi. Chị ba có chấp nhận được không? Bạn sao? Không, vậy nè, em nói nghe nè. Bị gì á là tía má giờ cũng coi tivi được nhiều đó. Tía má, em thấy tía má coi mấy cái chương trình giống vậy nè ha. Tía má cười. Thì cái đó là cười người ta. Chứ còn chị gia đình làm sao cười nổi. Không, cũng không. cười mà cười ra nước mắt á. Ừ, giống như là em nghĩ là tía má anh đồng cảm vậy đó. Chứ không, có gì anh hai nói với tía má nghe đi rồi lỡ có gì tía má ấy cho chứ. Nó nghe nè. Tía má thương anh hai mà. Được rồi, để chị nói vô giùm cho ha. Với lại mấy tụi chị già chứ cũng không có cổ lỗ sĩ đâu, giờ cũng thông thoáng lắm hả chị ba ha. Dạ, tôi thoáng không nổi rồi. Trời ơi, có sao tự nhiên bà đứng hình vậy? Đâu có sao đâu, thì thấy gì đám cưới con Phong giờ đổ lạnh đám cưới của anh hai với lại anh Hiền. Đúng không cô Sáu? Rồi. Ôi, hồi nào giờ là mình đám cưới trai gái không ha? Đúng rồi, cô dâu chú rể. Ừ, là chuyện bình thường. Đúng rồi, kỳ này đám cưới hai thằng trai. Vui ha, vui. Vui lắm nha, trời ơi. Tôi tưởng tượng là hả, Tết nay ở làng mình ăn một đám cưới hoành tráng của hai thằng đồng cấp. Quên, hai đứa trai. Trời ơi, ghê. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Ta đang rối lên chuyện nhà cái gì? Gì em xong vậy? Tết nhất rối quá hả? Có chuyện vui, có chuyện vui. Vui gì? Thì cái vụ Hiền lấy vợ đó. Lấy hồi nào? Không. À chết cha. Cái vụ mà tôi với bà mà tính là mai cho thằng Hiền nó nhớ không? Rồi sao? Nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Được không? Hên xui. Là sao? Mà tôi thấy xui xui nhiều hơn hên. Là sao đâu bà kể rõ cho tôi nghe coi. Con Mén nó còn bán tính bán nghi. Nó không có chịu. Tôi tính cách với bà nè là con Mén nó không chịu. Mà tại sao nó không chịu? Thì nó có gặp đâu, cho nên nó không tin là đúng rồi. Nó nghĩ là chú Hiền ở bên bển á không có làm ăn được cái gì, cho nên mới không cưới vợ được, rồi cũng không có tiền đó, rồi bao nhiêu thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó chê chú Hiền là chê gì? Hiểu không? Chà, đó. Này thì sửa không được rồi. Khó hả? Khó rồi. Thì bởi vậy. Nhưng mà mình bù bằng cái khác. Bù bằng cái gì? Thì bây giờ mình có nói thẳng với nó là bây giờ thằng Hiền nó là dân làm ăn thiệt. Ừ. Nó có tiền thiệt. Mà nó trưởng thành, nó chững chạc mà. Mà nó không có tin. Cho nên tôi với bạn với bà kiểu này nè. Hiểu không? Là coi như mình cho ba má nó gặp đi. Gặp chú Hiền đi. Ha. Rồi cái mình kêu chú Hiền làm hoành tráng lên, phóng đại lên để cho ba má nó tin. Thì ba má nó tin, ba má nó mới gả nó cho chú Hiền. Đâu cần phóng đại đâu. Hiền giàu thiệt, đâu cần phóng đại, mình cứ nói thiệt cho nó vậy. Trời ơi, nhưng mà phải nổ thêm chút xíu đi cho nó hoành tráng. Nổ hả? Ừ, được không? Nổ, trời, nổ luôn, bây giờ tôi nổ tới nóc luôn rồi đó mà nghe. Vậy đi.
Mr. Hiền ơi Hiền, ra đây. Ủa cái chị ba cái gì vậy? Cái gì ông sầm vậy? Trời đất ơi, em về nguyên làng trên xóm dưới người ta biết, ai cũng vui hết trơn á, tại lại người ta đón em á. Trời ơi, chị làm vậy chi vậy, kỳ lắm, em nói thiệt. Kỳ đâu mà kỳ, kỳ nó cái gì đó kỳ. Mr. Hiền. Thôi. Bà con. Dạ, em cảm ơn cả nhà nhưng mà thôi đâu có cần phải làm vậy đâu, kỳ lắm. Vậy là chưa đủ đông đúng không? Chỉ còn 4.000 người bà nữa. Thôi. Trời ơi trời, chị ba, cái gì vậy? Thôi em nói nghe nè, chịu chưa? Nếu mà chịu thì mình làm đám cưới luôn để chị nói chị ba. Chứ không thôi để qua Tết về bển rồi ai đâu mà mừng nữa. Nhưng mà cái... Đúng rồi đó, trời phải cưới vợ sớm cho nó. Không, cái làm sao mà cưới... Không có nhân nhị gì hết trơn á, phải cưới vợ sớm. Mr. Hiền. Để coi hồi nãy là 5 người nè ha. Với lại 4.000 người ngoài kia chưa có xuất hiện nữa, thôi tôi không có tính 4.000 người kia. Đúng rồi. Tôi tính 5 người với tôi nữa, mỗi người kia 50 đi. Tôi 100 nữa là 350. Cái bìa cặt tông thì tôi không có tính tiền. Nhưng đúng mà tôi rồi. Tính tiền cái viết là 10.000 nữa là 360.000. Còn mấy cành bông là khuyến mãi đúng không? Mấy cành bông... ơi quên nhắc, mấy cành bông 20.000 cành, hai cành 40 nữa là 400 chẳng. Không có bớt luôn á nha. Thì cái đó là bớt lắm, mấy miếng bìa cặt tông là tôi xin của người ta đó, xin của mấy bà dây chai đó. Còn 360 là thiếu 40 đi. Trời, mò luôn bà ơi. Chị ba. Ủa vậy là mấy người hồi nãy mà vô la sùm mà chào đón này nó là nhiệt tình là chị thuê hết hả? Ủa thuê chứ ở đâu ra mà người ta chạy tới người ta đó. Trời ơi, có cần phải phô trương vậy không trời? Nếu mà em biết vậy thì thôi em khỏi về luôn cho rồi đi. Trời đất ơi, sao nó kỳ vậy? Không tự nhiên là tốn tiền vô cớ vậy. Vậy cho nó sơm tụ chú hiểu không? Vậy cho nhìn cho nó mát con mắt. Đây có bao nhiêu tiền đâu, có mấy đồng mặt lẻ à. Trời cái vụ không ấy mình cưới luôn ha. Cái gì? Cưới vợ luôn đi. Cưới vợ hả? Cưới ai? Thì cưới gái trong làng mình chứ ai. Chị ba ơi, trời ơi sao mà em nói chị nghe nè. Bây giờ em về đây là để thăm chị, để chơi với chị những ngày Tết. Chị cứ điệp khúc cũ hoài mà chị cứ điệp khúc mà lấy vợ để làm gì, bộ vợ có sẵn để mà lấy hả? Ơi có sẵn nha, đừng có giỡn nghe. Tôi với lại chị Sáu tính hết rồi. Mấy cái người hồi nãy á là do bả sắp xếp hết, tôi chỉ có dắt qua thôi. Với lại còn cô dâu hả, đừng có lo. Tôi lo nè, con Hoa, con Hồng, con Mai, con Bông nè, nhiều đứa lắm. Trời ơi, tại vì lo cho em cưới vợ cho nên mới phải mướn người ta như vậy. Để làm rần rần cho nó vui, để lấy thanh thế cho mình. Trời ơi là trời thiệt á. Em nói thiệt với chị nghe, bây giờ chị cứ nói vụ mà ế thôi kệ nó đi. Duyên nó chưa tới mà bắt lấy vợ lại với vợ là sao? Nó phải có sẵn đâu. Trời ơi, khổ ghê thiệt. Nghe chị nói nè. Thì chị nói đi. Chị đã ế rồi. Ế giờ là coi như xong phinh rồi đó, xếp qua bên rồi đó. Là tại vì hồi trẻ chị mắc nuôi em. Bây giờ em lớn rồi, em cũng phải buông ba xứ rồi. Để em lao động cực khổ, em gìn giữ gia đình nhà mình. Thì thôi bây giờ hy vọng là nằm vô con mình em này đó, vậy là xong rồi. Bây giờ em phải cưới vợ, phải sinh con để cứu vãn cái gia thế nhà mình chứ. Không lẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Thôi bây giờ em nói chị nghe nè. Cái chuyện gia đình mình á, thì không biết giờ mà giải thích sao với chị luôn á. Bây giờ nè, cái chuyện ế hay không ế là cái đó là do ông trời định rồi nha. Còn cái chuyện lấy vợ em nghĩ là không cần thiết đâu. Thôi chị tính chuyện khác đi, để ăn Tết cho vui vẻ đi. Tại sao mình... Trời đất ơi, sao mà không tính được? Bây giờ em 40 rồi, mày không cưới vợ chừng nào mới cưới? Giờ chờ 60 như tao thì sao? Thôi tới chuyện đó là sao, đẻ. Thôi em xin chị một lần nữa nha chị ba. Chị đừng bây giờ nhắc tới vụ đó nữa. Thôi để tôi đi. Hai người tính gì tính đi, tôi mệt quá. Hiền chị ba. Trời ơi đừng có làm gì. Chị ba buồn. Cái gì vậy chị ba? Đừng có kích động. Bác sĩ nói là không để được để chị ba kích động. Chị ba kích động là chị ba dễ bị đi lắm. Chị ba ơi, chị sao rồi? Bình tĩnh em đưa chị lên trạm xá nha. Bằng lòng cứ vậy đi. Không, tại sao là bằng lòng được? Trời ơi, đi theo ông cái bà liền đó. Bằng lòng đi. Chị ba cứ bị gì mà sao? Bác sĩ nói là không có để chị ba kích động. Nhưng chị ba bị lên tim, huyết áp lên rồi tất cả đều lên hết, là chị ba đi luôn đó. Nhưng mà rốt cuộc là chị ba tôi bị bệnh gì? Đừng có nói quá. Bác sĩ nói đó. Là cái này là tâm bệnh đó, lo lắng nhiều quá dạ cho nên mới như vậy. Thôi bây giờ chị nghe là em đi bây giờ nha nè,
em đưa chị lên trạm xá nha. Chứ còn bây giờ nếu mà không thôi làm sao mình biết được là... Lên đó là đi luôn đó. Tại sao lại đi luôn? Bác sĩ nói là không để chị ba kích động, mà nãy giờ chị ba kích động quá rồi kìa. Tâm bệnh mà lên trạm xá sao mà được. Bây giờ tâm bệnh là bây giờ ý chị, bây giờ chị muốn sao? Bằng lòng cưới vợ đi. Chị lo cho em nhiều quá. Đúng rồi. Cho nên chị mệt á. Chị ba ơi ráng sống nha chị ba, ráng sống để nhìn mặt con cháu chị ba ơi. Cưới vợ để cho chị bớt lo. Chị, bây giờ chị muốn sao chị nói đi. Cưới vợ cho chị ba, đừng có đi. Cưới vợ đi, chị ba còn có mục tiêu để ở lại, hiểu không? Cưới vợ hả? Cưới vợ. Sao có sẵn mà cưới ai? Có. Ai? Con Hòa. Cái gì? Hòa Cáp Chi, trời thiệt á. Đi qua dạm hỏi thôi chứ đâu phải là đi cưới gì đâu mà làm chi dữ vậy? Cái gì vậy Hiền? Làm dữ là làm sao? Đi qua nhà người ta nói chuyện, hôm nay là một ngày đặc biệt, em phải ăn mặc cho nó đàng hoàng, rồi mặt mày phải tươi tỉnh lên. Đâu cần phải ăn mặc vậy đâu trời, thiệt á. Chị làm quá chị ba. Làm quá cái gì? Cái ngày đặc biệt của em mà, đi hỏi vợ cho em mà Hiền. Rồi Hòa Cáp đâu? Ghê thôi, để ta lấy cho rồi đi. Mà ghê luôn á. Mới về hả? Dạ dạ. Trời ơi qua đây làm chi? Chị với Hiền chuẩn bị qua bển nè, để lát chị qua em. Dạ, dạ, dạ. Kỳ cục quá trời. Cái vợ cho nó mạnh, nó sao đâu, nó đi vô ra chuồng trốn mất tiêu. Cái thằng này thiệt vô thật. Sao rồi? Sao rồi? Gì? Nghiện vậy chưa? Trời hả? Đất ơi, nó về rồi, cái nó xà quay nói, nó cà lơ rồi, nó đi đâu sáng giờ. Đi đâu? Biết đâu nó hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa cô. Nó chỉ nói với con ba đó, cái nó cà lơ rồi nó bỏ đi nước vậy đó. Gì kỳ vậy trời? Trời ơi, hên nó nghe. Mai có cô Sáu, cô Hoa, cô giải thích cho tía má con. Ừ. Chứ hôm nay ông bả chờ từ sớm mơ đến giờ rồi đó. Đợi. Hả? Ừ. Rồi anh Dũng đâu? À, ấy, anh hai con hả? Rồi anh hai mày chứ ai trời. Gì vậy cô, anh hai con đi làm trên Sài Gòn á, gần Tết mới về. Ủa mày bị gì vậy trời? Bà mới bị gì á? Nó về rồi. Hồi về sớm nè, hồi sớm mơ này nó ghé đây nè. Gì vậy cô, con giỡn vậy? Anh hai con về mới về nhà con trước chứ tự nhiên ghé nhà cô là sao? Trời ơi, tao tức cái con nhỏ này quá. Nó ghé đây rồi. Bà ba. Gì vậy? Bớt làm tôi sợ nghe. Hả? Tôi nghi lắm á. Ờ, tự nhiên con... Hồi nãy ngồi thì láp giáp mình ên là thấy nghi lắm rồi đó. Trời đất. Tự nhiên ơi. Đang nói chuyện Hiền cái tự nhiên qua tới thằng Dũng nó đâu ở tích thề lè trên thành phố bà. Tích đâu mà tích, thề lè cái gì? Thằng Dũng với thằng Hiền là hồi xưa ở nhà là hai đứa nó đã qua lại với nhau rồi. Trời ơi, tôi rành thằng Dũng quá mà sao lộn được bảy không? Cô ba. Gì á? Cô không, con sợ thiệt á cô. Bị anh Dũng mình hai con mà về phải báo cho con với tía má con biết chứ, tự nhiên ghé nhà cô làm chi. Mà trời nghe ơi. Nói đâu 28 Tết nó mới về mà giờ nãy về làm gì? Tết mới về. Đâu. Bà lấy điện thoại gọi coi có thằng Dũng nó về không? Trời ơi đâu có, đâu mới nói chuyện ổng bam kia đây mà. Trời ơi, tức quá tao già chứ tao không có khùng má. Từ từ đấy con gọi coi sao ai biết được. Cái gì tao không trời mua Phật ạ. Hết hồn à. Hết hồn anh hai. Tự nhiên luôn. Ủa thay về nào vậy? Ờ anh à, thật ra chuyện nó là như vậy. Sao? À, chị ba. Ờ. Em với Dũng quen nhau đã 7 năm rồi. Trời ơi. Chị là trên xóm dưới người ta biết. Từ nhỏ là tụi bay đã quen nhau, đã chơi với nhau rồi. Ai biết tụi bay chơi nhau đâu. Tự nhiên giờ còn khoe nữa. Cái gì vậy? Hả? Ồ, anh. Chị ba. Sao ơi? Cô bà sao? Làm quá hà. Cái chuyện nhà tôi trời mà ơi. Đâu phải chuyện của bà đâu mà xỉu ngang hông vậy trời. Ủa nãy giờ tôi xỉu đó hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái này gọi là xỉu hùng nè. Hùng cái gì anh mà, hai mà con? Tôi nghe đồn ngột quá tôi muốn đồn tử luôn á. Dạ. Hai đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Hiền sợ gia đình không có chấp nhận. Cho nên Hiền mới nói dối á là đi Mỹ. Khoảng thời gian qua, hai đứa con sống chung ở trên thành phố. Vậy luôn á. Đúng vậy hả chị ba? Hiền ơi Hiền. Dạ. Bây giờ, má ơi, giờ tôi không biết nói gì với nó luôn á. Vậy là cuối cùng là em đâu có ở bên Mỹ hả? Dạ không. À, trời chị Hoa. Tưởng gì Kiều không? Chị thừa chuyện với tía Mén. Ừ. Xin nó tặng gái cho mày. Thôi. Rồi bây giờ về giờ tao ăn nói làm sao Hiền ơi. Thôi. Bỏ đi. Chẳng lẽ giờ con vậy đi giật chồng với anh hai con. Trời ơi. Chắc ai giùm tao mới đi tao nổi ốc hết trơn nè Hiền. Trời ơi, người ta yêu nhau kêu đứng xa trời. Chị ba ơi. Chị ba lỡ thương rồi giúp em đi.
Chị cứ nói với mọi người là ngày mai em đi Mỹ rồi. Hả? Đúng rồi, em sẽ đi với anh. Ủa gì hả anh hai? Nhưng mà em đi Mỹ rồi, em đi Mỹ thiệt hay là em đi đâu? Thôi tự hiểu đi. Đừng có lên thành phố bà ơi. Trời ơi. Em nói với tía má đó là Tết năm nay anh không về. Cứ nói đại là khi nào anh sắp xếp xong công việc thì anh về nha. Giúp anh đi. Anh hai, đi đâu vậy? Không có được. Mới về mà đi đâu vậy? Tía má biết được tía má buồn lắm đó nghe. Anh biết rồi, nhưng mà cái chuyện này tía má đâu có chấp nhận được. Trời ơi, Tết nhất tới nơi. Chị ba có chấp nhận được không? Bạn sao? Không, vậy nè, em nói nghe nè. Bị gì á là tía má giờ cũng coi tivi được nhiều đó. Tía má, em thấy tía má coi mấy cái chương trình giống gì nè ha. Tía má cười. Thì cái đó là cười người ta, chứ còn chị gia đình làm sao mà cười nổi. Không, cũng không. cười mà cười ra nước mắt á. Ồ, giống như là em nghĩ là tía má đồng cảm gì đó. Chứ không, có gì anh hai nói với tía má nghe đi, rồi lỡ có gì tía má ấy cho. Chứ nghe nè, tía má thương anh hai mà. Được rồi, để chị nói vô giùm cho ha. Với lại mấy tụi chị già rồi chứ cũng không có cổ lỗ sĩ đâu, giờ cũng thông thoáng lắm hả chị ba ha. Dạ, tôi thoáng không nổi rồi. Trời ơi, có sao tự nhiên bà đứng hình vậy? Đâu có sao đâu, thì thấy gì đám cưới con Phong giờ đổ lạnh đám cưới của anh hai với lại anh Hiền. Đúng không cô Sáu? Đúng rồi. Trời ơi, hồi nào giờ là mình đám cưới trai gái không ha? Đúng rồi, cô dâu chú rể. Ừ, là chuyện bình thường. Đúng rồi, kỳ này đám cưới hai thằng trai. Vui ha, vui. Vui lắm nha, trời ơi. Tôi tưởng tượng là hả, Tết nay ở làng mình ăn một đám cưới hoành tráng của hai thằng đồng cấp. À quên, hai đứa trai. Trời ơi, ghê. Vô đây. Dạ. Cái gì vậy? Có vô không? Thì vô cũng từ từ chứ. Thì từ từ thì để bó tí ra cho người ta vô. Đứng xà ràng dính nhau như sam, làm như yêu nhau không bằng vậy đó. Người ta có hạnh phúc thì người ta phải khoe chứ. Cô ba ơi. Kệ đi. Ê nó nghe nè, cái chuyện bên nhà em á là anh sắp xếp xong hết rồi. Bây giờ không cần phải giấu giếm nữa. Dạ. Mà công nhận bé Hoa nó hay thiệt nha. Không biết nó thủ thỉ gì với tía má đó mà má xui lầm rồi. Ê, cũng phải nhờ anh cố gắng gì lắm đó nha. Dạ. Anh tạo được điểm gì lắm đó. Ê nó nghe nè, hồi nãy là có mua giúp cho thằng bé đó khoảng 10 tờ giấy số. Nếu mà trúng số nha, mình làm nó kính lớn luôn nha. Dạ. Anh nói em thích quá à. Mà cái thằng bé anh nói với em là mẹ của nó bị bệnh, gia đình nó khó khăn á, đúng không? Đúng rồi đó, nhìn nó thấy thương lắm. Tuổi ăn tuổi học mà phải đi bán giấy số để mà lo cho gia đình. Mà anh nghĩ là mua giấy số vậy thì cũng không có ổn lắm đâu. Tại vì á, làm sao đủ tiền để lo cho mẹ nó. Dạ. Nếu mà như vậy mình phải kêu gọi mọi người để giúp đỡ nó nha. Đúng rồi, cái ý của anh hay lắm, em đúng thích rồi. Có hai cô ba đâu? Không có trong đó hả? Không thấy. Dạ, chắc đi ra ngoài cô Sáu hay là đi mua đồ gì thôi, đi chợ gì đó. Đi chợ hả? Ừ. Nhưng mà cũng đâu quan trọng. Hả? Ra sao? Thì ý là em mới vừa nghe lén một cái câu chuyện nó quan trọng hơn. Mà nghe lén vô gì? Nghe nói là hai anh trúng số gì đúng không? Ủa? Đâu có đâu, chưa có trúng gì mà. Chỉ mới mua hai tờ thôi. Đúng rồi. Chuyện á là hai anh tính là quyên góp một cái số tiền cho cái thằng bé mà bán vé số á, để mẹ nó có tiền đi chữa bệnh. Đúng rồi. Trời ơi, thánh thần ơi. Ba, cái chuyện này tại sao không rủ tôi? Trời ơi, cái nghề của tôi mà. Bây giờ muốn giúp nhiêu tiền? Không có tiền. Vậy giúp bằng gì má? Có cái miệng. Miệng để làm gì? Cái miệng tôi quyên góp dữ lắm mà nghe. Cho nó nghe nè, chấm ra đi. Chà má ơi, cái gì vậy? Dù gì có thứ gì. Thôi bây giờ vậy là không giúp được tiền đúng không? Thì tôi quyên góp phụ cho. Con biết rồi, bây giờ nhà nào không giúp được tiền á thì mình chịu khó ha, mình đi vận động bà con. Hiểu không? Người ta giúp được tiền này mà giúp được tiền, người ta giúp được quà thì giúp được quà. Hiểu chưa? Thôi bây giờ tính là vậy. Sao? Mình chia nhau mình đi kêu gọi bà con. Ok nha. Đúng rồi, chia nhau ra đi. Đi kinh. Đi nha. Trời đất ơi, mới vậy nói chia nhau cái nắm tay nhau đi xà nẹo vậy đó.